Chào mừng các bạn trở lại kênh YouTube chính thức của Trần Xuân Bình. 3 điều để có thể kiểm soát cảm xúc của bạn luôn luôn tích cực một cách tự động. Thưa các bạn, trong cuộc sống của chúng ta, mỗi người đều gặp những khó khăn và gặp những vấn đề thách thức trong cuộc sống. Và đôi khi chúng ta rất khó khăn để vượt qua những thách thức này, và những khó khăn này giúp cho làm cho chúng ta luôn luôn ở trong những trạng thái tiêu cực, làm cho chúng ta cảm thấy sợ hãi, làm cho chúng ta không dám vượt ra khỏi vùng an toàn, và làm cho cuộc sống của chúng ta với những điều hết sức khó khăn và không hiệu quả trong những công việc thường ngày. Đặc biệt là trong dịch Covid-19 hiện nay đang ở vào trong giai đoạn có tính chất then chốt quyết định của việc có thể kiểm soát được dịch ở một cách tốt nhất. Và 0 giờ ngày 15 ngày 1 tháng 4 thì Thủ tướng Chính phủ đã công bố cách ly toàn xã hội. Và đó là một điều mà chúng ta thấy rằng là có thể là khó khăn hay thách thức hay cơ hội đối với mỗi người. Vậy thì làm thế nào để chúng ta trong những cái công việc trong bối cảnh của hiện nay đối với dịch Covid-19, chúng ta luôn luôn có trạng thái tích cực một cách tự động, hoặc là kể cả những ngày sau dịch Covid này và những trong những công việc hàng ngày của chúng ta, thì chúng ta có thể kiểm soát được cảm xúc của mình một cách tích cực tự động. Cho dù tất cả những điều gì mà có thể đến với chúng ta, thì chúng ta hoàn toàn có thể giữ được một tâm thế, một trạng thái tinh thần vô cùng tích cực và tự động. Thưa các bạn, điều đầu tiên mình muốn nhắc đến trong video này đó là trạng thái cơ thể. Chúng ta sẽ thấy rằng mỗi một trạng thái cơ thể sẽ đem lại cho chúng ta những điều vô cùng tuyệt vời. Hãy nhớ là khi nếu như chúng ta hãy bảo bạn hãy đứng dậy nào, hãy đứng dậy nào, hãy đứng dậy nào, chúng ta hãy đứng dậy và chúng ta hãy giơ hai tay ở tư thế chiến thắng. Chúng ta hãy giơ hai tay ở tư thế chiến thắng. Và khi chúng ta giơ hai tay ở tư thế chiến thắng này, bạn hãy nói rằng tôi buồn lắm, tôi buồn lắm, tôi buồn lắm. Bạn có buồn không? Ồ, điều gì diễn ra vậy? Và bây giờ bạn hãy theo đuổi cảm xúc. Bạn hãy trùng hai chân xuống và nhìn xuống phía dưới người. Bạn sẽ tập trung về phía trước và nói rằng tôi vui lắm, tôi vui lắm, tôi vui lắm. Bạn có vui không? Ồ, điều gì diễn ra vậy? Đó chính là tuyệt vời của trạng thái cơ thể. Và nếu như ngay khi chúng ta gặp một điều gì tiêu cực, chúng ta gặp những điều gì không đạt được như mong muốn của chúng ta, bạn hãy thay đổi trạng thái cơ thể. Hãy đi ra ngoài sân, chạy bộ, hãy bật một bản nhạc và nhảy một điệu gì đó. Hãy làm tập thể dục 30 phút để toát mồ hôi. Hãy tập HIIT. Bạn hãy thay đổi trạng thái cơ thể của mình. Hãy đứng dậy và di chuyển ra khỏi vị trí bối cảnh bạn đang đứng. Hãy đứng dậy và đi ra khỏi vị trí của mình. Hãy nhớ là trạng thái cơ thể đó là điều bạn có thể dễ dàng thay đổi nhất, và sẽ giúp cho bạn thay đổi ngay trạng thái cảm xúc của mình, sẽ chuyển cho bạn có những cảm xúc tích cực một cách vô cùng tuyệt vời. Hãy áp dụng điều này ngay nhé. Vâng. Và điều thứ hai để chúng ta có thể kiểm soát cảm xúc của mình một cách tích cực, một cách chủ động, đó chính là ngôn từ. Vâng, thưa các bạn, chúng ta có quyền được lựa chọn. Jim Collins có một cuốn sách vô cùng tuyệt vời, đó là Vĩ đại do sự lựa chọn. Chúng ta có thể lựa chọn những ngôn từ để có thể nói với cuộc sống, nói với vũ trụ, nói với những người bạn của mình và nói với cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Hãy thì thầm những tiếng nhỏ ở trong đầu, hoặc những tiếng mà chúng ta đã nói vang ra bên ngoài. Những điều mà chúng ta đang nói hàng ngày hãy thể hiện là những ngôn từ tích cực. Giống như hôm nay, khi bạn đi ra đường, hỏng xe, bạn hãy nói rằng ồ, may mắn quá, bởi vì hỏng xe cho nên tôi có thêm thời gian để đọc hết một cuốn sách. Ồ, hôm nay tôi bị trễ máy bay, tôi có thời gian thêm để đọc hết một cuốn sách. Tôi đã học được rất nhiều điều tuyệt vời. Ồ, bởi vì trễ máy bay cho nên tôi đã có thể đi lại một cách thuận tiện hơn, và tất cả không vướng mắc và khó khăn gì. Nếu không có trường hợp mà trễ máy bay, tôi sẽ không thể đọc hết được một cuốn sách. Ngày hôm nay bạn đón nhận điều gì, bạn hãy làm điều gì, bạn hãy nói những ngôn từ gì, thì điều đó sẽ giúp cho trạng thái của bạn, trạng thái cảm xúc của bạn là tích cực hay tiêu cực. Hãy nhớ, ngôn từ, hãy nói với cuộc sống, hãy nói với vũ trụ, và hãy nói với mọi người rằng một ngôn từ thực sự tích cực, điều đó sẽ giúp cho bạn có một cảm xúc tích cực. Và hãy nhớ gạt bỏ tất cả những điều tiêu cực ra khỏi cuộc sống của chúng ta. Hãy tập trung vào điều bạn muốn. Điều thứ ba, đó chính là sự tập trung. Vâng, nếu như chúng ta tập trung vào điều chúng ta muốn thì chúng ta sẽ có được điều chúng ta muốn. Còn nếu như chúng ta tập trung vào những điều tiêu cực và chúng ta tập trung vào những điều mà chúng ta không có thì chúng ta sẽ không bao giờ có đủ. Vâng, điều thứ ba trong vấn đề kiểm soát về trạng thái cảm xúc để có thể tích cực một cách tự động, đó chính là sự tập trung. Bạn hãy nhớ rằng hãy luôn luôn tập trung vào những điều tích cực, hãy luôn luôn tập trung vào mặt tốt của vấn đề. Nếu như hôm nay chúng ta gặp những ai đó có những mặt tích cực và mặt tiêu cực, chúng ta hãy tập trung vào những điểm tốt của họ. Chúng ta hãy tập trung kể cả những đứa trẻ
Chúng ta sẽ có rất nhiều điều để học của đứa trẻ. Bởi tính trung thực, thật thà và khả năng học hỏi không có sự kháng cự, chúng ta học hỏi được từ những người bạn, những người thầy, những người già. Và tất cả vạn vật của chúng ta, từ cây cối, hoa lá, chúng ta đều có thể học được. Và điều quan trọng nhất rằng mỗi một cái thì đều có hai mặt của một vấn đề. Chúng ta hãy tập trung vào điều gì? Hãy tập trung vào những điều tích cực. Và ba điều trên chính là điều bí quyết để chúng ta có thể kiểm soát trạng thái cảm xúc một cách tích cực, một cách tự động hàng ngày. Đó là, thứ nhất, đó là trạng thái cơ thể. Thứ hai, đó là ngôn từ. Thứ ba, là sự tập trung. Và chúc mừng bạn đã có được 3 bí quyết để có thể kiểm soát cảm xúc của mình một cách tích cực, tự động. Và nếu bạn thấy video này hay thì hãy like, đăng ký, subscribe vào kênh. Và để ngay khi ấn vào nút chuông, để ngay khi mình phát video mới nhất, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được những thông tin hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại.